Ngày 17 tháng 8 năm 2022, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 gắn với nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp và làm việc với đoàn, huyện Tân Lạc có đồng chí Đinh Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Thực hiện nghị quyết số 18, số 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với thực hiện nghị quyết số 39 ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ban Thường vụ huyện ủy Tân Lạc đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc. Huyện Tân Lạc đã thực hiện mô hình Bí thư huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thực hiện sắp xếp kiện toàn lại tổ chức cơ sở đảng từ 51 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy xuống còn 36 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, đến nay còn 12 phòng chuyên môn, giảm 1 phòng, 6 đơn vị sự nghiệp, giảm 1 đơn vị và giảm 21 đơn vị trường học xuống còn 49 đơn vị, sáp nhập 13 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn, giảm từ 24 đơn vị xuống còn 16 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn. Việc thực hiện tinh giản biên chế cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc và trình tự các bước thực hiện. Việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo lựa chọn những người có trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức tốt, đồng thời động viên số cán bộ, công chức, viên chức, năng lực công tác hạn chế, sức khỏe không đảm bảo nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc để hưởng chính sách tinh giản biên chế. Kết quả, toàn huyện đã thực hiện tinh giản biên chế 292 trường hợp theo nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, nghị định số 108 và nghị định 113 của Chính phủ. Tại buổi làm việc, huyện ủy Tân Lạc đề nghị xem xét tăng phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, khu dân cư, quan tâm có cơ chế tạo sự chủ động cho các địa phương trong việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy. Việc thực hiện tinh giản biên chế nên theo nguyện vọng của cá nhân, không áp dụng cứng quy định không hoàn thành nhiệm vụ và một số nội dung quan trọng khác. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị và phối hợp của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc. Đồng chí nhấn mạnh, nội dung kiểm tra nhằm đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Việc đánh giá đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng thực tế, qua đó giúp cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới và có kiến nghị với Trung ương xem xét đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao việc lãnh đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc là rất quyết liệt và đạt kết quả rất cao, nhất là việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện tinh giản biên chế. Đoàn kiểm tra tiếp thu những ý kiến đề xuất của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.